零下万尺高空，迎战前面急风，人也看似飞鹰，翱翔直进天空海阔。若你肯，其实都可操纵。情况无论吉凶，仍力拼每分钟。前路纵使崎岖，仍怀自信，不惜一切，未跌低。难道甘心沉谷底不跌下，而捉紧你？不管怎样，亦等你。雨过天晴以后，笑脸等于报仇。要以我手脚拯救出成就，过渡期无需喘气，竭尽力。从不舍弃，要与每刻竞技，凭瞬间扭转身与死，要有这份勇气。Bật nhạc để điều hòa không khí cái đã. Thật ra anh có thể đừng sắp xếp hết mọi thứ giùm cho em được hay không? Xin lỗi, em hơi nặng lời. Em biết anh muốn em và nó sớm làm lành với nhau, nhưng có những chuyện đâu phải có thể giải quyết liền, anh có hiểu hay không chứ? Bây giờ anh hiểu rồi. Hiểu mà. Anh đem lên nhà nghe. Thôi khỏi, em tự lên được rồi. Alo, có phải em gọi cho anh cho nên anh không gọi được không? Anh cũng khùng lành tắt máy liền. Anh chưa ngủ? Chưa. Mặt em như vậy sao dám ngủ chứ? Em còn giận anh không? Đâu có. Đâu có? Không có, em đâu có nhỏ mọn với anh chứ. Cái, nếu không có thì tới phiên anh giận đó. Được thôi, mỗi người giận một lần hòa nhau được chứ. Sao lại hòa nhau? Ít nhất em phải đãi anh ăn một chầu mới được. Còn bắt em đãi nữa hả? Em không thèm nói với anh nữa. Vậy anh nói đi, tới đâu ăn đi. Lại bắt quả tang bà nấu mì ăn ha? Gì chứ? Tối nay vì con không có ở nhà thì phải tự nấu thôi. Bà đi học món Trung Đông đó. Hả? Học món Trung Đông? Ừ. Lần trước chị làm món thịt dê Ấn Độ tanh quá trời. Con cho Roi ăn có một lần, ba ngày trời nó không có ăn lương thực của chó luôn. Hả? Ừ, nó còn hay hơn ba rồi. Miếng đầu tiên ba đã ói rồi, nhưng mà lần này tiến bộ nha, ăn miếng thứ hai mới ói. Đỡ ha. Biết làm sao, cực cho ba quá ba. Con chỉ có thể ở bên cạnh đồng tình muôn ngàn lần. Bất quá gì đi, định đổi con sẽ ra ngoài ăn, ăn luôn phần của ba. Còn nói nữa, không nghĩa khí chút nào, thiệt tình. Nè, con nói đi ăn cơm với Hữu làm mà. Ăn cái nổi gì, cô cũng bao lâu thì ăn chắc bị lạnh, nuốt sao nổi chứ. Hả? Đúng rồi. Ở nhà có mấy gói mì lạnh, con ăn không? Có thì ăn. Nó dùng con mấy gói mì lạnh luôn. Rồi, nó ăn hết rồi. Tính ra tay giúp người, hy vọng chị em cổ làm lành. Ai ngờ sau cùng lại cãi nhau. Đúng là cần giúp càng hỏng chuyện. Nè, tô mì của ba có mấy cây xúc xích? Nhìn là thấy liền, hai cây xúc xích phô mai. Sai, là ba cây. Mấy thứ bề ngoài á có đáp án hoàn toàn trái ngược. Tô mì của chúng ta có gì con cũng không biết. Hiểu chút chút rồi.
Ba có 2 cây xúc xích phô mai, về cho con 1 cây đi. Trời ơi, quỷ sứ này, bỏ tiền vào túi của con lấy cây xúc xích của ba hả? Của con đâu? Sao không cho ăn? Thiệt tình, xúc xích phô mai, chơi luôn vậy đó. Hôm nay có rất nhiều chuyện đó. Ừ. Thì ra trước giờ, con không biết tô mì của Hữu Lam có gì thì vội cắm đũa vào. Hữu Lam có kể chút gì về chuyện của nó với em nó không? Con đúng là vừa tò mò vừa nhiều chuyện. Con học hỏi ba thôi, là di truyền của ba mà. Hồi con còn nhỏ, ba kêu con coi phim tình cảm mà. Học ngu sở phàm, mọi người vì mình phải vì mọi người. Phải, đúng. Mình vì mọi người, nhưng mọi người vì mình mà đi trước rồi. Ủa trước ba đâu có nói vậy đâu, ba nói ngang ngược quá. Nè, trên đời này có nhiều chuyện ngang ngược lắm mà. Không chỉ ngang ngược còn phải biết mưu mô nữa. Ba cũng nói vậy định chấp nhận thôi. Ở đời không nên nản lòng quá. Đó, con coi, Ngô Sở Phạm tốt ghê. Sau cùng Bạch Yến cũng cảm động vì anh ta. Được rồi, điều phối dân sự và tài nguyên. Giám đốc hành động ca ngày do Lễ Giang trực ca A. Phụ trách trực thăng là Anh Dân, máy đinh vực là Rọt. Không cần là Lực Quyền, trực thăng chờ lệnh là Victor, Lima và Tango. Bồn cứu hỏa đặt ở Mai. Thiết bị cứu thương khẩn cấp đặt ở trực thăng chờ lệnh. Bàn treo đặt ở November và Genki. Có vấn đề gì không? Không, không. Sở Kỳ, hôm nay cô theo xếp Phong tới gần đảo Đông Long khảo sát hoàn cảnh. Đi chuẩn bị đi. Dạ rõ. Phong. Tối nay đi coi phim. Hãy đi ăn cơm đi. Nhưng mà gì, bạn gái tôi ở nhà tôi. Lại nữa hả? Thôi đừng. Bộ tệ lắm sao? Giờ anh chê món gì tôi nấu phải không? Không, tại tôi không muốn thử món. Tôi quan tâm Hữu Lam dạo này tâm trạng cổ không được tốt phải không? Không có gì. Em trai cổ quả là không tốt. Thật sự phiền phức lắm. Là bạn trai của người ta là vậy đó. Anh đã có tiến bộ nha. Có gì tiến bộ? Dụ đổ bìm leo. Bye. Bye. Trực thăng 48 CC1 sẵn sàng tiếp đón. Over. Một lát đi. Sao? Hôm nay không được khỏe hả? Tôi nghĩ cô phải có thời gian dài để thích ứng thói quen này mới được. Sư Phong à, tôi muốn hỏi, nếu sau này có cơ hội ra ngoài cứu người, có phải hay gặp trường hợp như hôm nay không? Ừ. Công việc của chúng ta là làm những việc đó mà. Vậy tức là tôi sẽ có nhiều cơ hội ở một mình cho đến khi trực thăng quay lại đón tôi phải không? Đúng. Xin lỗi sư Phong, tôi nghĩ tôi không thể làm tiếp. Tôi muốn xin nghỉ. Cô muốn xin nghỉ? Phải. Lý do gì? Lý do riêng tư. Lý do riêng tư gì? Tôi không thích học. Nè Phong, đi học đi. Xin nhiều chờ đó. Để tôi trên phòng, tôi sẽ về liền. Chà, bắt đầu thấy sợ thiệt nghe. Anh biết đó, ở trên không hả, xoay vòng, chống cả mặt luôn á. Nhưng mà anh cũng khắc phục được rồi. Ôi, ráng chịu đựng thôi. Mất công bị anh bỏ xa 8 thước.
Lúc anh đi cứu người tôi vẫn đóng băng thì thấy vô dụng quá. Kìa, kìa nó có phải không? À, tóm lại bây giờ mục tiêu của chúng ta là phải mau chóng ra ngoài cứu người, hả? Ừ. Nhưng mà nói thật, lúc đầu tôi sợ không vượt qua được giai đoạn này. Anh biết đó, khó khăn lắm mới vào được GFS. Dĩ nhiên là không muốn bỏ dở nửa chừng rồi. Dĩ nhiên là không thể bỏ cuộc rồi. Mình thích công việc này mới xin thi vào đây đó mà. Ừ, đừng tăng dốc nữa. Tôi trở về học bài, anh cố gắng nha. Hả? Cố lên đi. Anh cũng vậy ha. Bye bye. Chào Gia Nhược. Nè, nè, nè. Chỉ có một mình là cơ hội tốt nhất. Trời ơi, đừng có nghĩ ngợi nữa. Cơ hội không đợi anh đâu. Nè, làm theo kế hoạch đi. Go, 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 go. À, kìa, hết giờ làm rồi. Tối nay mọi người đi hát, em có đi không vậy? Em không đi đâu, mọi người đi đi. Em thay đồng phục xong là về thôi. À được. Về trước nha. À được, bye bye. Bye bye. Bye bye. Sao anh nhát quá vậy? Có phải anh nói sai gì không? Tôi đâu có nói gì đâu. Không cảm thấy hôm nay Kỳ có gì không ổn sao? Hình như không được vui cho lắm. Cuộc tọa đàm nghề nghiệp vào tuần sau sắp xếp như vậy có ý kiến gì hay không? Không. Không. Vậy là tới thời gian trao đổi tâm đắc dạy học rồi. Nè đó kìa, anh sao rồi, vẫn tốt chứ? Phải, nói về lính mới quả thực rất giỏi, cái gì cũng tự động tự giác, nói một hiểu hai. Nhưng đôi lúc thấy cô ấy quá tự tin, phải hạn chế một chút. Quá tự tin thì hoàn toàn trái ngược với chỉ cần rồi. Bớt khen vài lời thì sợ cô ấy không đủ tự tin. Tốt. Sẽ kỳ thế nào? Tốt lắm. Tốt hả? Làm gì có bài bản. Nhìn sự vật suy nghĩ bằng những góc độ khác nhau. Nhưng mà tức là có gì rồi, nói ra nghe đi. Không phải, chỉ là tật của lính mới có thể sửa đổi. Nhưng mà điều khiến tôi khâm phục là cô có lòng phấn đấu. Có lòng phấn đấu. 2, 3, 4, 5. Anh Cần Thơ, anh về nhà đi. Sao tối nay hãy chơi tới nửa đường thì bị đá về nhà mất hứng quá trời à. Nè khoan nha, quan có đầu nợ có chủ đó. Không biết anh làm bích lòng khả ái hồi nào nên bị rượt theo đánh thôi. Gì chứ, chơi cờ phi hành nhanh thì có ích gì. Quan trọng là đánh đối thủ coi họ như tiểu nhân dưới chân cầu. Đánh 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 đánh. Không sao. Yeah, số chẳng rồi. Cất cánh rồi đó nghe. Tôi là người bất tử mà không biết sao. Tôi không có gì hơn anh. Anh coi nè, đã vào máy lâu rồi, lắc 5-6 lần cũng là số lẻ thôi. Em chỉ giỏi việc không cần thôi, còn việc cất cánh để anh là phi công mà. Có lẽ những gì có liên quan đến máy bay thì không có lợi cho em. Có liên quan gì chứ, chơi cờ phi hành thôi mà. Với lại sắp xong giai đoạn 3 rồi, đến chừng đó có thể chính thức đi cứu người đó. Mong là vậy, xong rồi tính. Trời ơi, đừng có nản lòng phải mà. Đó. Phải đó. Để coi nha. Trời ơi, sợ kì à. Thôi bỏ đi, tôi vào máy. 1, 2, 3. Không phải chứ, có biết chơi không vậy? Tôi nhường ảnh đi, hôm nay rất là xui xẻo đó. Thiệt tình. Này, đến lượt anh rồi, nó nhiều quá đi. Tới tôi hả? 1, 1. Thì đi một bước. Gọi cho ai gọi hoài chứ quan trọng lắm hả? Không phải, gọi cho đồng nghiệp thôi. Tới tôi, thắng rồi đó nghe. Nè, chơi một chén nữa, chơi một chén nữa đi. Rồi không được, tôi lên phòng học bài. Nè, lên phòng học bài thì cũng phải dọn đồ vô đã chứ. Dọn giùm tôi đi, cảm ơn nghe. Cảm ơn nhiều á. Nè, làm gì mà gấp gáp quá vậy? Nè, làm gì vậy? Giúp tôi đón câu đố đi. Câu đố? Thời đại gì rồi? Trời ơi, anh tưởng tôi muốn sao? Đón giùm người ta thôi. Nè, nghe cho kỹ nha. Một cành cây có 3 chỉa, trời mưa sẽ nở hoa. Vậy là cái gì hả? Là trực thăng. Tại sao vậy? Anh nhìn mặt tôi đi. Làm sao tôi biết chứ? Nè, giúp tôi đi. Nè, giúp tôi đi mà. Đừng cản tôi học bài. Lo chảnh đi. Nè, giúp tôi. Ôi trời, thiệt tình vậy mà nói là anh em. Thiệt tình chán ghê vậy. Là tảng tử đó. Tảng tử? Tức là cây dù. À phải, đúng rồi, cây dù. Nè, sao mà giỏi quá vậy? Tại anh ngu thôi. Nè, giúp tôi một việc đi. Tới đây. Tới đây đi. Đâu chứ. Nè, đề thứ hai. À, kể ra rất lạ lùng. Hàng ngày lột lớp da. Đến đêm cuối năm có xương mà không có da gì hết. Đố là vật dụng gì? Câu này còn dễ hơn. Là lịch ngày đó. Dạ, câu này cũng biết sao. Mấy câu này là câu đố của 20 mấy năm trước. Sao khả ai lại biết vậy? Nói cho tôi biết đi. Trời ơi, tại hồi đó tôi từng vẽ tranh minh họa cho sách đố mà. Hèn chi. Vậy mà tôi còn tưởng khả ái là người của thời đại đó nữa chứ. Ngày mai tôi đãi ăn điểm tâm. Không được dành nữa nghe. Tất nhiên rồi. Phải, nói gì thì nói. Khi không sanh lại làm bài giùm người ta. Anh giúp ai vậy?
cháu gái hay là cháu trai? Ai, còn hỏi nữa, giúp bạn gái của tôi đó. Cậu nói cổ và em trai qua Macau chơi, bỏ bài tập của em cổ lại cho tôi làm nè. Bạn gái của anh cũng kỳ ghê, bắt anh làm bài giùm em mình đã không đúng rồi. Đi chơi cứ không chịu rủ anh đi. Ai biết không, cổ còn đòi qua Macau ăn món ngon, bỏ bài tập này lại cho tôi làm đó. Trời ơi, tôi tức dữ lắm. Tức thì đừng có làm, đâu ai ép buộc anh đâu. Tôi nói cho anh biết, bạn gái anh không thể nuông chiều được. Nhưng ai cũng biết, cổ là bạn gái của tôi, dĩ nhiên tôi phải giúp đỡ cho cổ. Tôi không biết anh thế nào, nhưng anh cũng nên nghĩ cách để trị cổ chứ. Bầu dễ như ai nói sao, trị mụn thì dễ, trị cổ hả, cậu trị tôi thì có. Ai, nhìn mặt của anh đã biết anh là dạng suốt đời bị bắt nạt rồi. Khó trách anh là cần khờ, từ từ chịu đựng đi nha. Ý? Cái? Gì vậy? Đã nói là đợi bên nhà anh rồi mà. Xin lỗi nghe, bữa điểm tâm này để lần sau được không? Hôm nay đi không có được. Ồ, kẹt không rồi. Thành vấn đề đâu. Ờ, anh làm sao vậy? Cúi mặt xuống còn thấp hơn con roi nhà tôi nữa. Bạn gái của tôi đó, mới về tới Hồng Kông đã giận dỗi rồi, thiệt tình. Giận dỗi hả? Ý, cao thủ đó, biết dằn mặt trước. Cái gì dằn mặt trước chứ? Cô qua mặt cao chơi không rủ anh, đáng lý anh phải giận cổ chứ. Phải ha, trước khi cổ gọi cho tôi á, tôi định giận cổ một chút thôi. Ai ngờ cổ la tôi một trận, làm tôi quên hết mọi chuyện luôn. Đã nói là anh bị cổ bắt nạt mà, vô dụng quá. Thôi, trước giờ bị bắt nạt quen rồi, bây giờ cổ còn kêu tôi lập tức đứng dưới nhà cổ đợi cổ nữa. Dĩ nhiên là không đi, cứ để cổ đứng đợi đi. Tình thế của anh bây giờ, anh mà lui một bước thì cổ sẽ tiến ba bước đó, đừng đi. Nói dễ quá ha, bắt cổ đợi hả, cổ chém tôi chết. Vậy bây giờ anh chết chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Theo tôi nghĩ cứ mặc cho cổ đợi đi. Cổ gọi cho anh á thì anh đừng có bắt máy. Bản thân anh cũng không được gọi cho cổ. Tôi tin cổ nhất định sẽ tìm anh. Đại tiểu thơ à, tôi chỉ có một mạng sống thôi. Tin hay không thì tùy anh. Tôi cũng là con gái. Mấy chiêu cổ biết á thì tôi cũng biết vậy. Có thật là được không? Chí Cân à. Gì vậy? Tôi thấy rình lâu rồi, tặng cho anh đó. Chà, sướng vậy sao? Cảm ơn nghe. Nhưng mà không giống với bình thường. Thường ngày kêu cô cho mượn trưng thôi, vậy mà cũng không cho. Không có gì, tôi thấy hợp với bằng của anh hơn. Nhớ nha, giữ kỹ giùm tôi. Được, tôi sẽ giữ kỹ mà. Hai người có thấy sếp Phong không? Sếp Lương. À, sếp Lương. Sếp Phong mới nhận nhiệm vụ, cho nên hôm nay bận lắm. À, phải sếp Lương à. Micro ở mũ bảo hiểm của tôi hơi bị lỏng, bao lâu mới sửa xong vậy? Phải giao cho bà cô ở phòng công tác đi, chắc là mau lắm. Sao? Vậy thì tốt rồi, sợ người khác xài không biết bị lỏng. Cô cũng biết, mũ bảo hiểm nào cũng có tên hết, không có xài bừa bãi đâu. Hãy đem xuống đi. À, cảm ơn. Alo? Nghe Cân Khơ. Khải hả? Ai đoán rất chính xác. Bạn gái của tôi kềm lòng không nổi, phải gọi cho tôi. Vậy anh có làm theo mọi chỉ dẫn không? Dĩ nhiên là có rồi. Tôi không có bắt máy của cổ, nhưng làm như vậy liệu có quá mức không? Lỡ cổ không gọi nữa thì chết tôi. Trời ơi, tin tôi đi. Để cổ đợi 2 ngày nữa, bảo đảm cổ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tóm lại tối nay đừng ngó ngàng tới cổ. Rủ Sở Kỳ ra như cùng đi hát karaoke đi. À, được. Kìa, Khả Ái nói tối nay đi hát có đi được không? À thôi, tôi có chuyện phải làm. Mọi người đi. À được. Nè, Kỳ nói là đi không được. Vậy tôi rủ Gia Nhược, Ái rủ Sang nha. Ok. Nè, Kỳ có ở đây không? À, không. Thông thường trường hợp này giải quyết khi bắt tay giải quyết có lên đây không vậy? Không có. Nè. Ở dưới có gặp Sở Kỳ không? À, không thấy. Được, cảm ơn. Sao anh Phong? Muốn hỏi chuyện của Sở Kỳ phải không? Hỏi em đi. Em là trạm thông tin của GFS mà, chuyện gì cũng biết hết. Em cũng có nhiều biệt danh quá, có ở đâu? Nè, hôm nay Kỳ làm ca chiều, hết giờ làm dĩ nhiên là phải đi về rồi. Sao hả? Anh tìm Kỳ có chuyện quan trọng à? Kể em nghe đi. Em là trạm thông tin mà, kể cho em nghe thì em sẽ tiết lộ hết tôi gì kể cho em nghe. Không mà. Hỏi em hả? Sở Kỳ hả? Lúc tôi đến đây thấy cổ đón taxi đi rồi. Đón taxi đi rồi? Phải. Được. Nè, khi không sao lại mua máy massage cho ba anh? Lần trước nghe ba anh than chân tay hay bị mỏi, chắc là đạp thắng nhiều quá cho nên mới định mua máy massage cho ba của anh. Lúc nào ba anh lại không than? Vậy mà em cũng tin.
Em tốt với ba anh quá, còn tốt hơn em gái anh nữa. Trước giờ em cũng tốt với ba anh, đến giờ anh mới biết sao. Nè chị à, cho tôi hỏi máy này có chức năng gì vậy? Dạ máy này có chức năng châm cứu mấy quẹt dễ với bàn chân á. Nhưng tôi không biết rõ người già có chịu nổi hay không. Nè, ba của anh có chịu nổi không? Hả? Chịu nổi mà. Gọi cho ai vậy? Cô cho Sở Kỳ. Cô đòi nghỉ làm. Sao vậy? Sao anh biết được? Anh dặn cô ở lại nói rõ với anh thì cô bỏ đi đâu mất. Sao kỳ vậy? Em cứ coi đi. Chị à, máy massage này giống như là thầy trị liệu bằng chân, massage bằng chân giùm mình vậy. Nè, chỗ này có thể điều chỉnh độ mạnh tùy ý, hơn nữa có thể chỉnh thời gian sử dụng. I know a little more about love than I know now. It's gonna take a while to get my heart back together again. It's gonna take a while to get. Won't take long to dry my eyes. Massage này chắc không có mạnh lắm, em cũng chịu được. À còn nữa, em nghĩ thế nào ba anh cũng đòi trả tiền lại cho em. Anh từ chối giùm em nha. Có những chuyện thật đáng tiếc. Hả? Tiềm chất thì có, tánh thì cọc lốc, ăn nói không biết lựa lời. Nhưng mà anh biết cậu thích công việc này. Đó, cúp máy rồi, gọi hoài cũng không được nữa. Lát nữa gọi tiếp. Sao hả chú, có chịu nổi không? Ê, chịu được chứ, đã quá. Ây chà. Nè, hả? Ông ngồi cả tiếng rồi, chưa đủ hay sao? Đâu có lâu như vậy. Thím à, thím cũng thử đi, thím thường làm việc nhà chân cũng mỏi lắm mà. Thím à, thím không chịu nổi đâu. Phải đâu, bà chịu không nổi đâu, lỡ bị kẹp chân càng chết rồi. Ôm giỏi lắm sao? Đứng lên. Nè, thím mà dạy bà đến lên. Bà thiệt kỳ quá trời. Để tôi thử coi sao ha. Sao đây hả? Để con chỉnh giùm. Có được không vậy? Lúc đầu chưa quen đâu. Trời ơi, ngộ quá, sướng ghê nha. Phải đó, nè Hữu Lam, nói gì thì nói, bao nhiêu tiền để gửi tiền lại cho con. Dạ khỏi đi chú. Không được, phải tính chứ cái nào ra. Sao vậy? Tính đi. Nè, thôi khỏi đi. Bao nhiêu tiền vậy? Bà cất vô đi. Cũ quen biết, được giảm giá mà. Dạ phải. Bà không chịu nói sớm. Giống như đi uống nước dành trả tiền vậy. Nè bà nè. Sao? Tới lượt tôi rồi. Không được, ông ngồi cả tiếng rồi. Mỗi người 5 phút thôi nha. Không chịu. Đi hát với mấy người thiệt là sai lầm quá. Người thì không đúng điệu, người thì hát toàn nhạc xưa thôi. Trời, nhạc xưa gì chứ. Cạm bẫy tình yêu, bao nhiêu người thích. Tóm lại đi hát với hai người là thất bại thậm tệ đó. Còn phải hùng tiền thì tệ hết sức à. Cái gì mà thất bại thậm tệ, tệ hết sức chứ. Tôi đâu có chịu đi, tại mọi người ép tôi đi thôi. Cha, anh còn nói nữa, cũng tại anh chưa ra trận đá bài trận đáng lý ra. Kìa. Ủa, Kì, sao Kì lại ở đây? Tôi mới đánh thư xong thấy mệt cho nên ngủ một giấc. À phải, hồi nãy dùng vi tính của tôi vậy. Hình như là có virus đó. Đâu có. Nè, chắc chắn không phải tôi nghe. Tôi nói cho mọi người biết, tôi không có tùy tiện vào phòng con gái đâu. Cũng không phải tôi. Tôi ở nhà kế bên, càng không có khả nghi. Tôi cũng vậy, tôi càng. Anh đâu dám. Phải đó. Vậy là ai? Phải kìa. Mình đã dùng vi tính, nhưng đâu có nghĩa là mình đem virus vào máy phải không? Kìa, tìm được hung thủ rồi. Gì chứ, virus bây giờ ghê lắm. Mình không tìm nó cũng tự bò vô máy của mình. Xạo quá đi, diện đó thôi. Trời ơi, tha cho tôi đến đi. Tôi quyết định nghỉ việc. Không để Khả Ái thiệt hả? Tôi khỏi đi. Nói về đám bạn của Sang đi hát karaoke rồi. Vậy sao? Khả Ái đi hát hả? Không biết Sở Kỳ có đi không? Nó không có nói. Con chưa tìm được cổ hả? Chưa, cổ không nghe điện thoại. Không biết có chuyện gì không nữa. Alo. Alo anh hai à, anh mau đến nhà Gia Nhược đi, Sở Kỳ đòi nghỉ việc đó. Tụi em khuyên hoài mà Kỳ cũng không chịu nghe. Em giữ cổ lại đi. Nè, ăn cơm rồi đi. Cũng phải, tìm được Sở Kỳ rồi. Hữu Lam, có chuyện gì sao thằng Phong lo quá vậy? Kỳ à, công việc này khó lắm mới xin vào được.
Phải đó, lương bổng cao lại có tương lai nữa, không làm uổng lắm. Tại vì mình làm không nổi mà. Có phải lúc tập luyện gặp vấn đề gì không? Nếu phải thì nói ra đi, coi tụi này có giúp được không? Đúng rồi, nói đi. Đó là lý do riêng tư, mọi người không giúp được đâu. Ý, cô tin tới rồi. Ai vậy? Ê, sếp Phong. Sếp Phong, bình tĩnh, thế nào rồi? Nói nghe đi. Tôi đã quyết định rồi. Ừ. Vậy à, ra ngoài nói chuyện một lát. Đi. Ê nè 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 nè. Để sếp Phong giải quyết đi. Nè phải đó, chúng ta ra ngoài kìa, sếp che giấu không chịu nói đâu. Chà, tối nay cũng lạnh quá. Cô có lạnh không? Cũng hơi lạnh. Nếu chúng ta đứng nói chuyện bị cảm lạnh thì không đáng ha. Trong đó thì ồn ào quá. Nè, tôi có nhiều thời gian, hay qua nhà của tôi nói đi. Đi, đi. Xem ra tôi không nói, anh cũng không chịu bỏ cô. Đứng ở đây nói hả? Được. Dĩ nhiên rồi, chúng ta làm việc cứu hộ, nhất định là phải bám chặt không buông ra. Phải đó. Tôi không thể làm bài tập luyện này. Cũng không thể nói là không làm được. Tôi thấy lính mới cần phải có thời gian, có thời gian thì sẽ khắc phục được. Không liên quan gì đến lính mới, anh không giúp được cho tôi đâu. Coi như là giúp tôi có được không? Tôi là thầy của cô, tôi dạy cô lâu rồi, đột nhiên cô đòi nghỉ tôi làm sao đây? Tôi đã nói, chúng ta làm việc cứu hộ phải bám chặt không buông. Nhưng mà giả sử người được cứu nắm chặt tay không chịu mở ra, chúng ta không thể kéo lên bờ được. Anh có biết tôi là cô Nhi phải không? Ừ. Sau khi tôi ra đời không bao lâu thì má tôi mất. Trước 5 tuổi đều do ba tôi chăm sóc. Hôm đó là sinh nhật của tôi. Ba tôi dẫn tôi đi uống trà và gọi những món mà tôi thích ăn. Sau đó đưa tôi đến công viên chơi. Kiki, con có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Ba đi mua cho con ăn nha. Dạ được. Nhưng mà con phải ngoan, con đừng đi đâu, đứng đây đợi ba nha. Đó là cảm giác bị bỏ rơi. Rất đau lòng, rất khó chịu. Hồi nhỏ, mỗi lần nằm mơ, tôi thường giật mình thức giấc. Đáng lấy ra, tôi phải cố gắng quên đi chuyện này. Nhưng lúc tập luyện, tôi thấy trực thăng bay đi, càng lúc càng xa. Trên đảo chỉ còn lại một mình tôi. Cảm giác đó lại xuất hiện nữa. Thực ra bất cứ ai cũng có quá khứ không vui. Anh không hiểu đâu. Anh không phải là tôi, cho nên anh không hiểu cảm giác đó đau khổ như thế nào. Nhưng ít ra cô đã hoàn thành buổi tập luyện, đã có thể hoàn thành rồi. Lần này thì được, còn lần sau, tôi không muốn khi chính thức chấp hành nhiệm vụ thì sẽ có sai suất gì. Hơn nữa, mỗi lần khi có nhiệm vụ, tôi đều phải đối mặt với cái cảm giác bị bỏ rơi. Tôi sẽ chịu đựng không nổi đâu. Tôi hiểu mà. Xin lỗi nha, sếp Phong. Đừng vội nói xin lỗi. Giờ làm tới nay từng nghỉ phép chưa? Hay là gì? Bắt đầu từ ngày mai, nghỉ liên tục 3 ngày. Dạ được. Dù sao tôi cũng xin nghỉ. Lãng phí ngày phép để làm gì? Đừng có luôn miệng nói nghỉ làm. Cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu. Nay mai cô quay lại cầu xin tôi cũng chưa chắc có cơ hội. Suy nghĩ kỹ đi. Hữu Lam, qua đây ăn chè đi. Chúng ta ngồi trước mặt trăng ăn chè đặc biệt rất là ngon. Nè, dạ, tao hút kia hột gà ngon lắm. Cái thằng Phong này kỳ ghê. Hả? Đi nãy giờ cũng chưa chịu về nữa. Đúng rồi. Có gì thì khuyên nó hết rồi. Bỏ con ở đây một mình thiệt vô trách nhiệm quá. Dạ không sao đâu, Kỳ là đệ tử của ảnh, quan tâm cổ cũng là chuyện thường tình thôi. Thôi ăn chè đi ha.
Thiệt tình đâu có người cha nào tệ tới như vậy. Không muốn gánh trách nhiệm thì đừng có sanh ra. Đó thật sự là hành động ruồng bỏ, có kế hoạch và có tổ chức. Thật tình là Sở Kỳ rất tội nghiệp. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào ha? Anh biết rõ về tôi rồi. Trong nhà có 6 anh em, còn có ba má, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, ở chung một nhà nữa. Sao mà được yên, suốt ngày ồn ào. Nè, đơn giản lắm. Hôm nào anh tự nhốt mình trong toilet là được rồi. Đó chỉ là cảm giác thúi thôi. Khoan đã cần, sao anh đạp xe đạp mà vô phòng của tôi đạp vậy? Tính nói vài câu với anh thôi. Nè, đây thật sự là cơ hội tốt đó. Anh nói cái gì vậy? Đây là cơ hội tốt đến ăn ngủ Sở Kỳ. Trời ơi, gì mà cũng không biết. Bây giờ hả? Dĩ nhiên là bây giờ rồi. Sợ hả? Lúc này là lúc Kỳ cô đơn nhất đó. Là lúc rất cần có người ủng hộ mà. Anh lấy thân phận bạn bè đến ủng hộ cô đi. Được rồi, tôi biết tính toán mà. Được, cảm ơn. Ê nè, anh tin tôi đi, tôi nói thiệt đó, không sao đâu. Nhớ ủng hộ nha. Được rồi, về phòng ngủ đi, đợi chút. Nè, đem về đi. Nhưng mà nhớ ủng hộ của Kỳ đó nghe. Nhớ đó nghe, tôi biết rồi. Bye bye. Không được, đã khuya lắm rồi. Thôi để ngày mai đi. Chào. Chào em. 1.750 đồng. Hả? Không phải em tặng cho ba của anh sao? Hôm qua anh đã trả cho em mà. Em nhớ kỹ lắm. Em nói thật hả? Nhìn em mà giống đùa lắm sao? Đồng mùi thuốc súng quá. Gì vậy? À đúng rồi Phong à. Chuyện Sở Kỳ nghỉ phép, tôi muốn nói với anh vài câu. Xin lỗi nha. Được. Bà cũng chuyện trước vậy. Sao? Về chuyện máy lính mới của GFS thì tôi biết, muốn... anh đã từng nói rồi. Chào. Tôi muốn hỏi anh chút chuyện. Cái mà đàn ông gọi là chuyện đàng hoàng có nghĩa là sao? Nói chuyện với bạn gái không phải là chuyện đàng hoàng sao? Xô xao quá. Lại là Phong hả? Chẳng phải trước đó hai người đã nói rõ rồi sao? Sao lại nảy sinh? Hay làm vậy đi, anh sẽ gợi ý cho anh một chút. Không cần đâu, ảnh mới phạm lần đầu thôi. Không phải, trước tiên em hãy cảnh báo bằng miệng, đừng có đùng cái là thổi còi. Phải đó, em mà giơ thẻ thì sẽ là đỏ ngay. Đừng nghiêm trọng quá, giơ thẻ vàng trước, chắc chở ảnh biết đâu ảnh không phải là cố ý. Dù sao anh cũng bình ảnh thôi. Anh là trọng tài, không muốn ai đá nửa chừng bị đuổi ra sân. Sao? Là sát đó, bên phòng cứu hỏa báo có 2 trẻ con ở đảo Đông Long lúc lên núi bị gặp sự cố. Được, cảm ơn. Cứu hộ 55 đang trượt trên đường băng. Kiện à, cô đừng sợ, bà báo cảnh sát rồi, lát nữa sẽ có người tới cứu chúng ta. Nè! Em cảm thấy sao rồi? Quá khó thở quá. Đừng sợ, chị là bác sĩ, chị sẽ giúp em. Thầy lưỡi ra cho chị coi. Bác sĩ à, con trai tôi thế nào rồi? Bé có bị huyết áp cao, bệnh tim hay dị ứng với loại thuốc nào hay không? Chắc là không có, thường nó rất hiếu động hay chạy nhảy lắm. Mạch và oxy trong máu rất bình thường, không có dấu hiệu gì. Có thể đưa bệnh nhân lên máy bay. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Bác sĩ, con tôi sao rồi?
hộ 55 trung tâm điều khiển đi. Trung tâm điều khiển cứu hộ 55 xin nói. Tình hình cứu hộ của mấy anh sao rồi? Bệnh nhân đang trên máy, bây giờ chúng tôi đang đưa tới bệnh viện. Ở núi Lâm Già Tim bên Tây Cung có người bị ngất xỉu. Tình hình của bệnh nhân trên máy mấy anh sao rồi? Có thể cứu thêm một người rồi anh đến bệnh viện không? Bác sĩ Khang, tình hình bệnh nhân trên máy chúng ta thế nào? Mọi thứ bình thường. Nhưng bệnh nhân ở Lam Sà Tim ở ngoài gió lâu rồi, tôi sợ bị giảm thân nhiệt. Ok, tôi quyết định đến Lam Sà Tim đón bệnh nhân kia cùng đến bệnh viện phía đông. Mọi người có ý kiến gì không? Không thành vấn đề. Trung tâm điều khiển cứu hộ 55, bây giờ chúng tôi đang đến Lam Sà Tim, dự đoán 4 phút sẽ đến nơi. Bác sĩ Khang, hình như đứa bé có chuyện. Mạch đập rất là đặt máy theo dõi. Bác sĩ, tôi phải câu tôi có gì không? Bác sĩ, hồi nãy cô nói là nó không sao mà. Hả? Chuẩn bị amido. Ok. Đừng để nó có chuyện gì nha. Tôi chỉ có đứa con này thôi. Bác sĩ à, cố gắng cứu nó đi. Một, hai, ba. Tình hình đứa bé sao rồi? Tình hình đứa bé ổn định. Nhưng nó từng nảy sinh ngưng nhịp tim. Đã làm cái tim cho bé. Nhưng mà đập rất yếu, còn xuống còn có 5 ngày. Đưa vào phòng phẫu thuật kìa. Không biết đứa bé đó có sao không nữa. Lúc đầu vẫn bình thường, đột nhiên là bị như vậy. Gặp chuyện như vậy trong lòng ai cũng khó chịu. Chắc là không sao đâu. Bác sĩ. Con trai tôi sao rồi? Bác sĩ. Tôi đã cố gắng hết rồi. Bác sĩ cứu nó đi. Chúng tôi chỉ có đứa con này thôi bác sĩ. Ông phải cứu nó đi bác sĩ. Bác sĩ cứu nó đi. Alo. Bác sĩ. Đứa bé đó không cứu được. Anh Dân, anh là một phi công giàu kinh nghiệm, mọi quá trình đều làm theo chỉ dẫn. Tôi tuyệt đối tin tưởng khả năng phán đoán của anh. Nhưng theo trình tự, anh phải viết báo cáo cho tôi. Đợi bên đó có kết quả khám nghiệm tử thi, chúng ta sẽ tính đến bước tiếp theo. Ok, không có gì tôi ra ngoài. Cảm ơn. Sao hả? Không có gì chứ? Không có gì. Anh chỉ nói đầu đuôi câu chuyện cho sếp Paul nghe thôi. Em ổn chứ? Trước khi về em có nói chuyện với bác sĩ La, anh kêu em đừng lo. Nè, sao rồi? Tôi không sao. Anh nghĩ đầu tiên em gặp phải chuyện này có phải gì không? Nói chuyện với cổ đi. Đói bụng quá, chúng ta đi ăn chút gì nha. Vậy anh làm chủ nha. Sao cũng được mà. Chỗ này kìa. Chỗ này. Nè, xuống xe. Phiền phức quá làm gì, kiếm chỗ nào ăn đại là được rồi. Em nói cho anh làm chủ mà. Anh đâu có biết nấu ăn chứ. Ai nói anh không biết nấu ăn? Không giấu gì em, thực ra anh đã che giấu thân phận. Vì anh nấu ăn ngon cũng nhờ anh đó. Ăn món hải sản nha. À, bên đây nè. Em chưa từng ăn no tới như vậy. Em ăn hết nổi rồi. Em ăn ít vậy sao được. Để được phí phạm ăn tiếp đi. Ít ra cũng phải ăn một nửa. Không được, em ăn không nổi nữa mà. Ăn đi. Được rồi. Nè, ăn con tôm nữa đi. Đó thiệt hả? Nè. Cảm ơn anh nha.
Ăn một bữa thôi, cảm ơn gì chứ, khách sáo. Cảm ơn anh thiệt mà. Cạn ly đi. Uống rồi thì hãy quên hết những chuyện không vui. Ở đời là như vậy đó. Tóm lại sáng mai ngủ dậy thì sẽ quên hết được. Không ăn nữa hả? Không ăn nữa. Gói về nghe. Đem vô rửa chén. Thôi khỏi, anh làm cả ngày rồi để cho em. Anh ngoan ngoãn ngồi đây nghe nhạc. Em pha cà phê cho anh uống hơn. Thật ra anh ghét rửa chén lắm. Chín giờ 15 phút, nhận được yêu cầu bên phòng cứu hỏa tiến hành việc cứu hộ trên núi. Địa điểm là đảo Đông Long. Hai cha con lên núi gặp sự cố đứa bé ngất xỉu, chờ cứu hộ. Ba ơi, con có chuyện quan trọng cần ba giúp đỡ đó. Có chuyện gì mà quan trọng? Con không thể quyết định được, mệt quá. Phải quyết định gì mà khiến con phải nắm chặt hai tay lại vậy? Sứ, anh đừng nghe nó nói, tại nó thấy tiếc thôi. Tiếc cái gì? Bên Philippines gặp nạn bão, trường mẫu giáo hưởng ứng cứu trợ. Các cô kêu các em về nhà, coi có đồ chơi hay là búp bê gì cũ đem tặng cho đứa bé ở khu vực bị nạn thôi. Nó suy nghĩ một hồi, thấy tiếc không chịu quyên góp, xấu hổ quá. Đâu có đâu, đồ chơi này là của ba mua để ba tặng đi. Ba tặng hả? Ok, để ba quyết định giùm con nghe, chịu không? Ừ. Chà, từ trước đến giờ chúng ta mua rất là nhiều thứ ha. Vậy cũng chả là nhiều hả? Dĩ nhiên rồi, con biết không, có những đứa trẻ suốt cả đời cũng không có nhiều đồ chơi đến như vậy đâu. Đặc biệt là những đứa trẻ ở khu vực gặp nạn, có thể là chúng không có ba, không có mẹ, thậm chí là không có chỗ ở. Khổ quá chờ. Nếu như chúng ta tặng hết quà này cho họ, thì họ rất là vui mừng. Vậy thì tặng hết cho họ đi ba. Con chịu tặng hết sao? Ok, chúng ta soạn lại đi. Đây. Này. Mấy bạn đó có chết không vậy? Có thể chứ. Ba nói mấy bạn không có nhà ở, không có ba má. Vậy nếu chết rồi sẽ không nhận được quà của con. Ba ơi, sao con người lại chết vậy hả? Thật ra, sinh lão bệnh tử là một quy luật tự nhiên, chúng ta không thể thay đổi được đâu con. Mấy bạn còn chưa già, có phải sẽ không chết không? Thật ra có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được. Chẳng hạn như gặp tai nạn, dù là trẻ em hay là người lớn thì cũng phải chết. Hình nhật buôn phê trường, chân chi hòn hỏi nhường. Bắt bao thiên hệ đó mô sơ. Câu phê bắt nhật nhường, làm kỳ liệu hy vọng xâm lời đi phong hương. Xâm thái đó hòn bắt đầu con lọc trường. 創造天空找我理想，用尽力捉不